Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã giúp chúng tôi đạt được 1 triệu người đăng ký. Mục đích của kênh này là giúp kênh của bạn phát triển bằng cách đưa ra lời khuyên, chiến lược và cảm hứng. Tất cả điều đó không thể thực hiện nếu thiếu những người sáng tạo tuyệt vời chia sẻ kiến thức chuyên môn cho video. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều vì giúp đỡ các cộng sự sáng tạo. Để tôn vinh mốc 1 triệu người đăng ký, chúng tôi muốn chia sẻ một số mẹo nhanh. Dù bạn đạt được 1.000 người đăng ký hay 1 triệu lượt xem, thì điều quan trọng là nên chia sẻ mốc thành công này với người hâm mộ. Đúng vậy, bạn có thể làm điều đó bằng cách gửi lời cảm ơn nhanh, đăng bài trên tab cộng đồng hay là tạo một video như thế này. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một số mẹo hay để truyền cảm hứng cho bạn. Giờ tôi xin nhường lời cho Jo. Một cách để ăn mừng mốc thành công lớn là thể hiện sự hài hước và tương tác với người xem của bạn. Nghĩ về các cách thú vị để người hâm mộ tham gia. Như thử thách họ nói rằng nếu bạn đạt được mốc này, bạn sẽ phát hành cảnh hậu trường đặc biệt hoặc video cảnh quay hỏng. Tiếp theo, thể hiện phản ứng của bạn với nội dung cũ. Bạn hiện đã đạt số người đăng ký nhất định hoặc số lượt xem cao. Bạn có thể nhìn lại điểm bắt đầu bằng cách hồi tưởng, thậm chí là chế nhạo các video đầu tiên của mình trên YouTube. Gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ hàng đầu. Cân nhắc tổ chức sự kiện trực tiếp hay đếm ngược để gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ hàng đầu và ghi nhận tất cả sự ủng hộ của họ. Tạo video các khoảnh khắc hay nhất. Suy ngẫm lại một số video yêu thích, trình diễn khoảnh khắc yêu thích hoặc có tính lan truyền nhất. Việc đó giống như tạo chiếc hộp thời gian cho người hâm mộ. Đề nghị các cộng sự sáng tạo giúp bạn ăn mừng thành công hoặc giới thiệu nổi bật khách mời đặc biệt. Có bất kỳ người nào mà bạn thích cộng tác cùng không? Hãy cân nhắc các cách vui nhộn mà bạn có thể để họ ăn mừng cùng. Tạo nội dung video mới nhưng vẫn thể hiện tinh thần vốn có. Có cách hài hước nào mà bạn minh họa mốc đạt được không? Hay nội dung thú vị về phần thưởng cho người sáng tạo? Hãy tạo video mở hộp phần thưởng. Bạn đã đạt mốc 100.000 người đăng ký trở lên chưa? Hãy ăn mừng với người xem bằng cách cho họ thấy phần thưởng mới tuyệt vời này. Có rất nhiều thứ mà bạn có thể làm. Xin lưu ý rằng không có khuôn mẫu nào cả. Bạn là người hiểu người xem và kênh của mình nhất. Dù bạn tạo nội dung gì, hãy đảm bảo giữ nguyên giọng điệu và truyền thống. Hãy tận dụng cơ hội này để ghi nhận và chúc mừng cộng đồng YouTube của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video này và giúp kênh đạt được 1 triệu người đăng ký. Ngoài ra, hãy nhớ đăng ký kênh chính thức của YouTube Creators để xem thêm video. Tạm biệt và hẹn gặp lại! Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.insight.